Hiện tại, Gelora Bandung Lautan API đang trong giai đoạn cải tạo bắt đầu từ tháng 2 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024. Nằm ở thành phố Bandung, tỉnh Tây Java, sân vận động đa năng này được xây dựng từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 3 năm 2013 với chi phí xây dựng 545 tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động này là 38.000 khán giả,